Chào các anh chị, sau đây chúng ta sẽ bắt đầu buổi ngày hôm nay. Rồi đây tôi có một cái demo là Baby Shop. Thì phần demo này tôi hiện đang đã làm sẵn, bây giờ tôi sẽ gửi cho các anh chị. Rồi, tôi sẽ extract cái đề tài, cái website của tôi ra ở đây. À, xin lỗi, tôi lộn chỗ ha. Chúng ta sẽ dùng SAM. Trong là htdocs. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ mapping cái reviewer mình nhìn thấy cái thư mục làm việc baby shop của chúng ta ha. Giờ tôi new một website mới, đây tôi đặt là rồi anh Hậu thì có hỏi là chúng ta sẽ dùng một trang admin như thế nào. Nếu mà chúng ta đăng nhập bằng tài khoản admin thì nó sẽ vô thẳng luôn trang admin, và ngược lại nếu không thuộc trang admin thì có được không, thì coi cái cách đó là cái cách xử lý là được, hoàn toàn được. Thì trong môn này tôi cũng sẽ hướng dẫn các chị làm phần đó luôn ha. Thì đầu tiên ở đây tôi sẽ đặt tên cái baby shop. Rồi cái trang này tôi đã hoàn thiện xong cái phần mà tạo ra phần hệ back end, xin lỗi, phần hệ front end. Lát nữa tôi sẽ làm về phần hệ back end cho các anh chị. Rồi đây, rồi trên trang này các anh chị lưu ý là tôi chỉ có một trang index. Rồi trên trang index này á thì ăn thua cái action tôi gửi vào ha, ăn thua với cái thành phần, chẳng hạn như tôi đẩy ra cái thành phần là menu nhà sản xuất, tôi đưa ra bên ngoài riêng để trong thư mục là inc. Rồi cái loại menu loại sản phẩm tôi cũng đẩy ra riêng luôn ha. Dạ, trong đây tôi chỉ cần include vô luôn ha, include vô thôi. Rồi riêng cái nội dung trang thì tôi chỉ có duy nhất một trang index, riêng cái nội dung trang tôi là ăn thua cái biến là act trình duyệt giao thức get nó là cái gì, thì tôi sẽ include cho từng thành phần trang vô ngay đây ha, include cho từng thành phần trang vô ngay đây. Rồi như vậy bây giờ chúng ta sẽ inbox của sở dữ liệu vô, và tôi sẽ code lên thử cho anh chị xem. Yes. Rồi bây giờ tôi sẽ import từ cái file database của chúng ta ha. Thì file database này tôi đã bỏ sẵn vô trong cái thư mục website của chúng ta. Trong ht đóng. Rồi đây trong thư mục DB ha, các anh chị chạy này lên. Chọn go. Và bây giờ chúng ta đã có cái thư mục là baby shop. Xin lỗi nhé, để tôi bật lại. Demo DB. Các anh chị chờ tôi.
warm server bị màu cam xuống hoài không được. Anh có trong đó anh gỡ gỡ warm ra, gỡ hết tổng bộ trong cái warm ra, rồi sam warm warm ra, rồi sau đó anh download lại cái gói sam ha, thì nó sẽ chạy ổn định hơn. À, tuần trước hệ thống chúng ta bị lỗi nên là chúng ta không có học được, thì tôi sẽ bù vào cua thứ bảy tuần này ha. Thì vào khoảng lúc 17:30 thì các anh chị sẽ online học vào thứ bảy tuần này ha. Các anh chị chờ tôi lấy cái database ra, cái database trên đây nó bị lỗi rồi. Thì mặc định thì khi mà chúng ta chạy lên là chúng ta sẽ localhost save baby shop. Nhưng mà hiện nay do cái database nó đang bị lỗi, tại vì cơ sở dữ liệu nó chưa có nên là nó chưa hiển thị thông tin ra. Anh gỡ anh Hòa gỡ cái warm server ra ha, chúng ta sẽ sử dụng cái sam thay cho warm.
Alo, giờ có tín hiệu chưa? Hồi nãy nó tắt. Alo, rồi các anh chị nghe được chưa ạ? Alo, rồi bây giờ tôi tiếp tục ha. Giả sử đây là cái hình sản phẩm của tôi. Rồi bây giờ đây chỗ này tôi sẽ đổi ra đuôi thành BHP. Ha, rồi chạy cái này lên. Ở đây là sản phẩm, bây giờ tôi sẽ dàn trang nó. Thì đối với cái tắt thế bộ bình thường bên ngoài á, tôi bật border lên 1. Cho anh chị dễ nhìn ha. Và chỗ này thì đây bắt đầu một à, rồi tôi bật border lên. Rồi giờ các anh chị lưu ý nguyên cái nội dung này á, đó chính là cái tắt trừ dữ liệu của tôi. Thì ứng với như vậy tôi sẽ đổi dữ liệu ra à, thì dòng đầu tiên á, chúng ta mới có cái TR. Dòng thứ hai, cột thứ hai chúng ta sẽ không có TR, chúng ta chỉ có TD, và cột thứ ba chúng ta mới đóng cái TR. Đây là cái anh chị muốn đổi dữ liệu ra đúng không ạ? Bây giờ tôi thực hiện đổi dữ liệu lên trên một dòng ha. Rồi đây tôi đổi dữ liệu trên một dòng trước. Rồi giờ tôi lấy hết tất cả cái thông số dữ liệu ra, thì đầu tiên là phải include data provider ở trong thư mục là code seek data provider.php ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ xây dựng cái câu query bằng bằng là select sao from sản phẩm ha. Rồi ví dụ vậy. Rồi bắt đầu tôi sẽ có biến là dollar result để nhận dữ liệu trở lại về bằng data row provider eql query rồi rồi sau đó tôi bắt đầu thực hiện đổ cái dữ liệu lên while đô la rao bằng my sql fact array ha. Đây nó sẽ nhắc cho chúng ta biến là đô la result để chúng ta tách nó ra thành từng dòng. Rồi ứng với đây thì tôi sẽ vẽ nguyên cái nội dung này. Tôi sẽ vẽ một tag html vô. Rồi đây là chính là cái mà chúng ta hay làm. Thì khi chúng ta làm như vậy á, thì nó chỉ sổ trên một cột. Đúng không ạ? Rồi, nguyên cái thành phần này thì nó chỉ đổ dữ liệu lên trên một cột thôi. Ha. Đó, thì cho ra xíu đi. Rồi, ha. Để chạy này lên, save lại, chạy lên. Đây là kết quả trả ra cho chúng ta. Rồi, bây giờ trên dòng này thì mình đổ dữ liệu lên tiếp. Chẳng hạn cái hình nè. Đây là cái hình. Tôi sẽ đưa cô tự biến là đô la rao cuối cột là hình URL ha, rồi chạy này lên sale thì nó có thêm một cái tên nữa, tên sản phẩm eco đô la rao. À, xin lỗi. F5. Rồi đây chính là cái dữ liệu mà tôi lọc hết từ trong cơ sở dữ liệu tôi ra. Rồi bây giờ có anh chị đòi là ở đây chúng ta sẽ thực hiện ba cột. Rồi chúng ta sẽ làm ba cột. Vậy chúng ta làm ba cột thì cái cách làm ba cột như sau.
tải ứng với một dòng á, giờ muốn cộp á thì nó phải bỏ vô vô trong một cái tr thì gồm có ba cái td, đó chính là một cái tr của chúng ta ha. Vậy thì ở đây chúng ta phải xử lý một tí, ở đây chúng ta phải xử lý một tí ít, nếu như chúng ta phải có một cái biến điếm là cộp ha, đô la cộp bằng là không một đi, bằng là một. Ừ. Rồi nếu nếu đô la cột của chúng ta hiện tại á bằng một đó, thì chúng ta sẽ echo cái tr là giờ tr là không thì thôi ha, không thì thôi. Rồi bây giờ xuống dưới, xuống sau sau đó chúng ta vẽ ha, vẽ xong thì xuống này tiếp. Rồi nếu rồi đô la cột bằng là ba đúng không ạ, thì chúng ta cũng không vẽ tắt tr đóng đây ha, chúng ta sẽ echo biến này ra, cái chuỗi này ra chứ, là chúng ta sẽ đóng tr lại ha. Rồi sau đó chúng ta phải xét đen chút trong đây, nếu nó bằng một á, nếu nó bằng là một rồi, nếu bằng là một thì chúng ta sẽ tăng nó lên là cho chỗ này ha, chúng ta sẽ xét tăng cộng y rồi đô la cộng cộng cộng, nếu đô la cộng lớn hơn thôi mình chỉ cộng tăng lên thôi, nếu đô la cộng lớn hơn 3 thì xét lại là đô la cộng bằng là một, được chưa? Rồi ok, rồi sau đó nhưng mà chưa xong, sau khi chúng ta vẽ hết vòng quay này rồi á, à quyển phần này qua trong quay ha, Ctrl X, sau khi chúng ta vẽ hết vòng quay này rồi á thì có chuyện là cái đô la cộng này nó chưa được đóng nữa, nếu mà như dữ liệu nó không đủ ha, thì bắt đầu mình ở bên ngoài mình mới xét tiếp, nếu đô la cộng khác 3 thì bắt đầu mình phải đóng nó lại, echo tr. Bây giờ mình qua đây F5, xin lỗi, bây giờ dữ liệu cột đã được lên, nếu các anh chị mà muốn tiếp tục tăng hay các anh chị cứ tăng mấy cái con số trong cái biến cột lên. Đấy, cứ tăng những số lên. Rồi vậy đó, vừa rồi tôi đã hướng dẫn xong cho các chị cái phần là tạo cột trong cái trang của chúng ta. Về riêng cái project của tôi nói trước là tôi chỉ có một cái trang bi bi trang index thôi, và ứng với cái action tôi đưa vô là gì, ứng với action tôi đưa vô là gì, thì tôi sẽ chụp những hành động đó và tôi sẽ include những cái file thành phần đúng vô đúng như cái vị trí mà tôi cần mong muốn ha. Rồi à, như vậy là trong đây tôi đã có hướng tôi đã có làm khá là đầy đủ. À, riêng cái phim này thì tôi sẽ gửi cho anh chị một cái phim trên video và hướng dẫn anh chị các thao tác để làm đầy đủ đó. Alo, các chị còn nghe tiếng được không ạ? Alo. Alo. Rồi rồi liên tiếp ha, rồi chúng ta sẽ làm tiếp là vô trang chi tiết sản phẩm đó, rồi chúng ta sẽ vào quản lý trong cái thông tin sản phẩm ở trong này ha. Thì riêng khó cái phần là chúng ta bỏ vô giỏ hàng, để tôi bỏ một sản phẩm vô vô giỏ hàng, tôi sẽ setup nó lại 4, cập nhật số lượng lại ha. Rồi sau đó là gì, đây tôi sẽ thực hiện là thanh toán đặt hàng, thì sau khi chúng ta đặt hàng thành công xong thì giỏ hàng nó phải set về zero cho chúng ta ha. Rồi à, lý do là giỏ hàng đây nó gỡ ra hết rồi nên nó sẽ báo lỗi ở dòng này. Rồi bây giờ kiếm đến ok. Rồi à, bây giờ tiếp đến là tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái phần là làm phần mềm back end. Riêng là phần mềm back-end đó thì các anh chị có thể lên lên mạng search một cái trang để rồi sử dụng phần mềm back-end, thì cái này cũng khá là dễ.
Các anh chị lên trên mạng ha, chúng ta search mộc trang. Trong backend này, backend template. Rồi, giả sử như là chúng ta sẽ có này. Rồi chúng ta sẽ lựa trong một trong những cái trang mà chúng ta thích ha. Rồi, ví dụ như bắt lại đi. Rồi tôi lựa giao diện này. Các anh chị lý vô trang website. Rồi ok. Rồi sau đó chúng ta sẽ download cái template này về. Cái này có nhiều, rất là nhiều template thì các anh chị có thể lựa chọn, xong rồi chúng ta sẽ lựa một cái nó phù hợp với chúng ta và đem về chúng ta sẽ xử lý. Và ví dụ như tôi sẽ sử dụng cái một template này. Chúng ta sẽ tìm chỗ đào xuống. Chúng ta sạch lại được free template. Backend. Cái template backend này người ta cho không rất là nhiều, cho free rất là nhiều, cái người ta là sạch tìm kiếm ở trên mạng ha. Rồi. Bây giờ sử như bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái trang xuống trước. À, tôi ví dụ như tôi sử dụng cái trang màu xanh này ha. Bắt lại. Ở đây nó sẽ có phần là more info. Đây, các anh chị click vô More Info. Đây, một số trên số giao diện trang nó cũng cho chúng ta như vậy ha. Và giả sử như chúng ta lấy giao diện trang này đi ha. Rồi, các anh chị click trực tiếp lên. Hôm trước tôi cho là đồ án điện thoại di động, nhưng mà tôi điều mô là baby shop, thì các anh chị về các anh chị thay đổi cái root của dự đồ án trở thành là điện thoại di động. Chứ tôi cho luôn sổ các anh chị, nếu mà tôi cho bài điện thoại di động các anh chị về các anh chị để nguyên bài đó nộp thì đâu có được ha. Các anh chị làm y chang vậy nhưng mà chúng ta sẽ làm cho điện thoại di động ha, để thay đổi cái dữ liệu phía dưới. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này về. Anh chị chờ tí, cái này nó chưa, nó không có cho free. Nên cần phải đăng ký. Thì đầu tiên là cái chúng ta cần đó chính là cái dữ liệu. Chẳng hạn như cái này nó sẽ free. Hả? Cái nào 66 thì nó lại cho free. Đây. Rồi chẳng hạn như là chúng ta để
Ví dụ vậy à, chúng ta đăng ký một tài khoản. Ok, nó mèo đến mèo của chúng ta rồi. Rồi, không thì chúng ta sử dụng trang này cũng được ha. Ở ví dụ như đây bây giờ nó sẽ cho cái trang giao diện giống giống vậy. Chính chỉnh chữ back lại. Trang này đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ view resource. Rồi giao diện đây thì nó sẽ có đầy đủ cho các thành phần của các trang mà chúng ta mong muốn. Rồi, để chúng ta click vô đây để chúng ta download cái trang này về. Rồi, click here để download. Hoặc là chính chị phải đau trang trước ha, thì chúng ta có cái template trước rồi trước khi chúng ta làm. Còn trong trường hợp mà không có thì chúng ta sẽ save trang này lại, Ctrl S. Lưu vào desktop trong thêm một web à. Rồi sau khi tôi đưa cái này về xong thì tôi sẽ mở lên. Rồi, ok. Rồi tôi vô thêm một web. Phần là rồi tôi sẽ có cái file. Thông thường đó là nó phải đưa file CSS với file hình về nữa. Thì ở đây chúng ta đang bị thiếu nên chúng ta lên chúng ta save lại ha. Click phải là chúng ta sẽ gọi là save file. Chúng ta chọn là complete, lưu vào web save. Thì khi các chị chọn save complete đó, thì nó mới quăng ra các file CSS và JavaScript cho các widget giờ đây cho chúng ta ha. Đoạn nó có hình ảnh thì đủ sẵn cho chúng ta luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ layout được cái trang admin. Tôi thêm một admin. Trong thư mục admin này tôi sẽ cũng có một trang duy nhất đó là trang index. Tôi sẽ có một cái thư mục là img. Tôi có một thư mục là js. Rồi sau đó các anh chị dán hình ảnh vào trong này. Đây chúng ta không có total commander hết, nó làm hơi cực. Rồi. Ở này tôi sẽ có là JavaScript. Thì copy các file JavaScript tôi bỏ vô ha. Rồi, các file CSS chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 4 file. Rồi chúng ta sẽ có 4 file CSS. 1, 2, 3, 4. Rồi, ok. Sau đó chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta sẽ mở cái trang là này lên với lại là Chrome. Rồi chúng ta phân tích tắt và chúng ta sẽ có dữ liệu bỏ vô trong này ha.
Rồi, đây chính là cái trang web mà tôi mong muốn. Rồi đầu tiên tôi sẽ có cái tắt để tô cái màu đúng không ạ? Để tắt cái màu nào ở trên. Space element. Ở đây nó sẽ có thuộc tính style bỏ sẵn ở đây cho chúng ta luôn. Rồi như vậy trong trên trang index này tôi cũng copy là một cục trang. Rồi chúng ta sẽ vào trang index. Rồi. Rồi trong đây chúng ta sẽ có cái danh sách này đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một div, hai div, ba div. Ha, chúng ta sẽ có một, một, hai, ba. Ha, rồi có cái màu nào ở phía dưới? Chúng ta có cái màu nào ở phía dưới? Đây, đây chính là cái màu của background. Ha, các chị có thể là lấy cái body này luôn cũng được. Ha, chẳng hạn như bây giờ tôi lấy cái màu này đi. Body. Rồi, thì trong CS chúng ta sẽ include cái file đó vô. Clean ref stasis bằng là type test là còn một cái số nữa đúng không ạ? Chúng ta sẽ liên vô luôn. Ở đây các chị có thể liên vô hoặc là có thể mình sẽ ngồi phân tích tắt ra. Một là các chị sử dụng cái tắt đó, hai là chúng ta sẽ ngồi phân tích cái tắt của nó. Đây là cái cách mà tôi vừa mới làm á, đó chính là cái cách mà tôi phân tích tắt ra. Nhưng mà riêng bây giờ tôi ngồi tôi phân tích tắt và tôi tạo ra một một cái file set mới, tôi đọc my style. Một file một thôi ha, hoặc là my style chấm cs. Rồi tôi sẽ include cái, tôi sẽ clean tới trong cái trang admin của tôi. Rồi my style xong. Và bây giờ trong đây thì tôi chịu khi khó thì khi tôi làm bằng tay thôi. Đầu tiên tôi sẽ có tắt body định nghĩa bằng CSS. Rồi trong đây tôi sẽ có color, select background color. Đây là cái màu mà tôi mong muốn. Rồi F12. Rồi nó sẽ phủ một cái màu vàng vàng cho chúng ta. Rồi sau đó chúng ta sẽ có tiếp. Bên này ha, chúng ta sẽ có 3 phần. Phần header. Ha, phần header thì nó có hai phần menu với lại là bây giờ chúng ta sẽ có phần trên là phần banner đi ha. Tôi sẽ có một cái div banner. Thì trong đây tôi sẽ có một cái div. Cái đó tôi đặt là ID container dùng chứa container
Trong đây tôi sẽ có hai cái div. Div đầu tiên là div banner, id banner. Ha, chẳng hạn như là H1 trang quản lý admin ha. Lý admin. Rồi. Sau đó tôi sẽ có div 2. Div 2 id menu. Đúng ạ. Rồi chúng ta sẽ có những cái menu chúng ta sẽ bỏ ở đây. Tôi tự tính. Đây chính là cái trang của tôi. Rồi, bây giờ kế đến á, tôi sẽ có dùng nội dung ở phía dưới. Content là dùng footer. Chẳng như design by admin. Thiết kế bởi ha. Thiết kế bởi admin. Ví dụ vậy. Rồi đây chính là cái dùng mà tôi mong muốn. Và bây giờ các anh chị lưu ý, do trang này á, nó sử dụng màu không, nên tôi sẽ khá tiện dụng trong quá trình mà xài nó. Thì đầu tiên tôi sẽ có một phần là hit. Thì đây nó có background màu, đây là chính là cái màu của cái dùng hit này ha. Tôi sẽ copy cái dùng này. Sau đó tôi qua bên style CSS. Hồi nãy tôi có id banner đúng không ạ? Rồi đó, background. Rồi tôi cho cái hay của nó bằng khoảng là hay đâu. Ở đây chúng ta có mặt kinh trên là 10 ha. Thì chúng ta sẽ chọn mặt kinh. Mặt kinh 10 bits. Hai giá trị là auto 0 bits và auto. Chúng ta thử 10, 20 bits, 30 bits và 40 bits. Để cho các anh chị thấy được những cái dùng xung quanh. À, hay của nó thì bằng khoảng là hay ô này bằng khoảng là 50 bits. Đây chính là cái dùng dữ liệu mà tôi không mong muốn. Thì cái đầu tiên cái 10 là biên trên. Ví dụ như bây giờ tôi cho đây là 40. Này khoảng là 100 150. Các anh chị sẽ thấy nhiều hơn ha. Chẳng hạn như 10 là trên, 40 là trên, phải, dưới, trái ha. Rồi bây giờ tôi cũng tương ứng như vậy. Bây giờ tôi sẽ sửa lại này sao. Auto. Auto. Chỗ này tôi sẽ cho là 0 bits. Rồi thì nó sẽ full đều ở hai biên. Nhưng mà các anh chị dùng thì thấy là ở đây biên này nó sẽ không có hở. Mặt kinh bằng là object của body. Rồi nó sẽ full đều hai trang hai bên. Kế đến là tới thằng là padding. Padding trong đây tôi muốn nó khoảng là 10 bits, 10 bits, 10 bits và 10 bits. Rồi. Rồi riêng trong đây tôi sẽ dẫn muốn luôn. Trong cái khung này của chúng ta là nó sẽ có cái phần dữ liệu hay này bỏ. Và color bằng là white. Ha. Rồi đây là cái trang mặt quản lý chúng ta muốn. Rồi giả sử như mình muốn là tiếp phông chữ. Phông chữ là Arial. Chẳng hạn như đổi lại đi. Nên chúng ta muốn cho phông nó cứng cứng chút. Ha. Qua anh kia mình coi coi người ta làm phông bằng bao nhiêu. Chẳng hạn như phông chữ ở đây. À đây, người ta sai cả phông chữ hay. Hay thì cơ, đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ đổi lại. Bỏ cái phông này đi.
À, do thái hát một này nó lại có một cái phông khác đè lên trên nó nên chúng ta sẽ xét ngược lại tí. Internet ở phía trước tiếp container. Rồi, nếu không thì các anh chị vô đây các anh chị phục mát phong. Tôi sẽ copy toàn bộ cái phông như này. Ok, rồi. Rồi bây giờ tới đến đó là chúng ta sẽ có bây giờ cho dùng biên trên nó đã hở ra rồi. Thì chúng ta sẽ có cái dùng là container. Container cho nằm giữa ha. ID container. Container. Margin. Không. Rồi, chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ cái đó, tiếp theo là mình sẽ có dùng menu. Menu ha. Rồi, thì dùng menu này á, chúng ta sẽ cho nó có một cái chiều cao nhất định đi. Giống như bên này. Mình sẽ coi cái dùng tiếp bên này. Đây là cái dùng mà chúng ta có. Thì trong menu này á thì bản chất thì người ta dùng nguyên một cái thẻ navigation ha. Thì nhưng mà navigation của menu này á thì nó nằm con của một cái dùng lớn ở phía trên, đúng không ạ? Rồi đây chúng ta sẽ có dùng menu ở đây ha. Dù người ta dùng cái thẻ là U U để người ta format ha. Rồi tôi cũng dùng thẻ U đó. Vậy tôi đổi lại để nó menu ha. Thì bên đây với các anh chị lưu ý là người ta dùng là ID luôn. Thì chỗ menu này tôi sẽ dùng lại là thẻ U ăn L U ăn L. Rồi xem này lại xem. Rồi bây giờ coi dùng navigation gì người ta format như thế nào ha. Thì đầu tiên á là trên thẻ U này á, người ta sẽ đổi màu màu chữ và màu nền là màu đen. Một cái trước sale rồi mà chưa thấy hiệu năng tại mình chưa có các giá trị dòng dữ liệu ra. Rồi giờ tôi sẽ import cái dòng dữ liệu ra. À, tôi sẽ bật cái dòng dữ liệu ra. Chẳng hạn như mình có là các phân hệ như là trong đây ha. NLI quản lý tài khoản. Rồi, xuống dưới chúng ta sẽ có một NLI thứ hai. Quản lý tài khoản, chúng ta sẽ có quản lý sản phẩm. Quản lý nhà sản xuất ha, hãng sản xuất. Quản lý thứ ba là quản lý loại sản phẩm. Và cuối cùng là quản lý hóa đơn. Lý hóa đơn. Đơn đặt hàng ha, đơn đặt hàng. Rồi. F15. Rồi, bây giờ thì đây đây là cái danh mục mà nó sổ sẽ dọc của chúng ta thì chúng ta cứ để nguyên đó. Và chúng ta sẽ coi tiếp ở trong cái thành phần trong này ha. Thì đây nó sẽ thì ở đây sẽ có cái định dạng là các anh chị sọc format ở trong cái NLI theo cái định dạng là inline. Thì nó sẽ nằm trên một dòng, nhưng mà inline là không. Vậy tôi quay bên đây.
trong menu. Rồi, lấy tất cả các thẻ NLI sẽ có cái display hiển thị lên là inline và có margin 0. F5. À, rồi bây giờ là tất cả sản phẩm này sẽ được nằm trên một dòng của chúng ta. Rồi, bây giờ mình còn lưu ý một tí nữa luôn. Thì cái này nó chưa dính ở trên, nó bị hở ra. Đúng không ạ? Cái này nó sẽ bị hở ra một khúc. Thì để điều chỉnh á, thì các anh chị lên trên này. Ha. Rồi, chúng ta sẽ có margin top bằng là 0. Rồi. Sau đó mình sẽ kiểm tra tiếp bên này ha. Rồi navigation sổ này ra tí. Rồi, ở đây các anh chị lưu ý sẽ có padding bằng là 10-30 ha. Rồi hở phía dưới là 10 ha. Bên đây là 0-0-10. Ok. Tôi sẽ có padding 10-30. Rồi, sau đó tôi có margin 10 bits auto 0 auto. Rồi giờ nữa mình có margin top rồi. Bỏ này luôn đi. Chúng ta chỉ cần có margin bottom thôi. 10 bits. Ok. Rồi bây giờ vấn đề là còn đương chuột lên thì nó sẽ đổi màu đúng không ạ? Rồi trong đây nó sẽ có một cái thẻ span. Thì trước khi cái thẻ, trước khi tôi bắt tiếp á, thì tôi sẽ có cái thẻ y trong NLI. Thì trong NLI nó sẽ bắt thuộc tính là khi thuộc tính là active. Nó sẽ định nghĩa một thuộc tính active. Rồi ở đây thì mặc định người ta sẽ dùng cho một cái thẻ A trước. Thì trong cái thẻ A này á, người ta sẽ tô. Anh chị cho tí. Đây. Đây ha. Người ta sẽ bắt cái thẻ span. Hay trong cái thẻ span nó có no. Anh chị cho tí. Phần này ha, nó sẽ bò theo cái border bottom radius là 5 năm, thì tự động nó sẽ cong biên lại, nó cong cái góc biên này lại ha, trong cái thẻ a đúng không ạ? À, ở đây chúng ta sẽ có thẻ a. Rồi thì cái tắc nào mà chúng ta có cái thẻ a hover lên đó, thì nó sẽ hiện nảy lên, còn không thì thôi ha, chúng ta sẽ NLI A 2. Hover. Rồi. Xem này lại. Rồi, vấn đề là bây giờ mình còn đổ màu cho nó nữa. Background màu thì nó khoảng chỉ cho thẳng màu đen luôn nha. À, mình chưa có thẻ A trên kia. Ở đây tôi sẽ có thẻ A cho. Rồi bây giờ mình có NLI đúng không ạ? Vậy quét chọn nguyên dung này. Rồi, tôi tìm là NLI. NLI. Tôi thay thành là NLI
A. H rep hay nghe từ cho rỗng. Rồi. Phi Leon. Xong. Rồi sau đó. Rồi, xem này lại. Đó, đây là cái dùng mà các anh chị thấy là nó vừa vừa mới bao bọc xong cái thẻ của chúng ta. Rồi đồng thời thì mình sẽ thấy nó có những cái dấu gạch chân mình không thích. Cái gì là tag đi tag connection. Các anh chị cho bằng không. Nó sẽ bằng nên. Rồi tôi có color là màu chữ. Tôi cho bằng là màu trắng. Phong quay phong rồi thì cái thẻ nó lại có cái kia đúng không ạ? Tôi sẽ bỏ đi. À rồi à, đây chính là cái cách mà chúng ta vừa layout xong cái phần template rồi thì cái này nó cũng tương đương với là cái bên đây nhưng mà cái chữ nó bự một chút, chúng ta coi chữ này nó bự nhiều ha. À đây chúng ta có cái màu hồi nãy luôn. Đó là dùng content. Mỗi thẻ A cho một view cách thì làm sao cách nào đơn giản thôi. Cách nhau mỗi thẻ A giờ thì hết bộ MLI, các anh chị cho một view gạch xuống. Đây. À, thì nó sẽ kẻ là cho anh chị một cái thẻ cái view gạch. Ví dụ do khi dữ liệu nó dài quá nó sẽ đẩy qua bớt trang thì nó bị lọt dòng xuống dưới ha. Giả sử như bây giờ tôi không cho nó như từng 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 vậy nữa thì tôi khóa luôn cho nên là nó đậm luôn.
Rồi. Ha, bây giờ chẳng hạn như mấy cái từ này nó dài quá thì các anh chị thật sự là bớt. Để đó tùy thuộc chúng ta thôi. Ha, quản lý chúng ta đã quyên là thôi. À, rồi bây giờ là nó đẹp hơn rồi. Rồi bây giờ tới đến là cái dùng ở giữa. Thì nó dùng là content. Rồi ở đây tôi sẽ có cái dùng content nằm giữa. Ở đây nó sẽ có cái màu là màu trắng ha. Rồi đây sẽ có màu là màu trắng, cái nền là màu trắng. Rồi ok. Rồi mặt in deadline bằng ô tô. Rồi tôi sẽ giờ tôi cho một cái min hay nào đó đi. Background. Rồi mặt in led bằng là auto margin dry. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi và min hay chúng ta cho khoảng bằng là 300. Rồi đây chính là cái dùng mà nội dung mà chúng ta sẽ viết. Đổ cái dữ liệu của từng trang mình vô trong này. Và cuối cùng là phần thiết kế. Thì phần thiết kế này á nằm ở phía dưới. Ha, trên kênh tắt thì bản chất đây nó cũng là một cái thẻ div thôi, nhưng mà nó ở trên ở dưới nó cũng y chang vậy ha. Footer. Rồi, tôi sẽ cho nó background color thằng FF. Rồi tôi coi là margin top bằng là 10 base, margin bottom cũng bằng 10 base luôn. Và đây chính là kết quả đạt được. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta có thể cho nó bự hơn xíu thì tùy các anh chị ha. Tôi cho nó là min hay, tôi cho nó hay bằng khoảng là 50 pix, và like hay cũng bằng là 50 50 pix. Test align bằng là center. Phong thì tôi sẽ có phong dạng là nghiêng ha, interlit rồi pawn. Hả? Rồi. Đây chính là cái nội dung website của chúng ta. Nên chẳng hạn cho nó xích lên xíu này nó bự quá. Này đây 10 thì lại hay thì đây khoảng một là 40. 40. Nghe chưa? Rồi, đây chính là cái trang mà layout admin mà chúng ta cần. Hoặc là click đây được. Hả? Rồi, ở đây thì các anh chị có thể là cho thêm một số cái. Ở đây chúng ta sẽ cho thêm một số cái như là cái nội dung control mà chúng ta sẽ load vô ha. Cái nội dung control mà chúng ta sẽ load dữ liệu vô giữa như đây ha. Rồi lưu ý là ở cái khoảng này là nó có thêm cái dữ liệu như đây nữa ha. Cái khoảng cách trắng như này nữa. Rồi thì về các anh chị sẽ đổ một cái table vô. À, danh sách các sản phẩm gì đó các chị đổ 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 lên trên này rồi các chị im mật vô. À, tôi ví dụ rồi bây giờ tôi ví dụ nhờ tôi load cái sản phẩm vô trong này luôn ha. Rồi đây admin đúng không ạ? Rồi thì tôi có trang admin. Rồi nếu mà không đăng nhập đúng á đây
À, đây là cái nội dung của tôi cần. Thì đầu tiên á, tôi phải chặn ở trên cái header trước. Thì để chặn để xài cái thằng header này, các anh chị phải đầu trang, các anh chị phải có biến là session start. Mình không biến session start là mình không xài được session ha. Rồi, thì đây mình sẽ kiểm tra luôn. Nếu như iset đô la cơ bản là mã tài khoản, mã loại người dùng đi, mã loại tài khoản không tồn tại, mã loại tài khoản cái này không tồn tại ha, thì đồng chí này không tồn tại đồng nghĩa với đồng đồng chí này nó sẽ bằng là null bằng false and cho cái đồng chí này nó có tồn tại nhưng mà không bằng cái loại tài khoản admin. Thì đây loại tài khoản admin cũng phải qua đây thôi, trên đó mình không thấy được đâu ha. Và bên loại tài khoản, loại tài khoản admin chính là bằng 2, không bằng 2. Thì mình làm ba chuyện, đá nó về trang ban đầu. Thì để trước khi đá về trang ban đầu, ở đây tôi xây dựng trước cái hàm, nó gọi là chain function chain url, chuyển đến cái đường dẫn nào ra, rồi tôi cho đường dẫn vô. Đây là một hàm PHP, để lát không có mình viết thôi. Echo task script type bằng là and JavaScript. Rồi echo location bằng bằng với lại cái biến path của mình trên. Rồi sau đó echo rồi vậy thì ở đây tôi sẽ đá thẳng luôn trên url, nhảy đến trang là index chấm chấm dẫn index chấm php để tránh trường hợp mà người ta chưa đăng nhập, người ta xài vô thẳng cái trang của mình ha. Rồi xong rồi, trong trường hợp này dưới đây thiết kế design và trong ở trong cái trường hợp content này thì ứng với cái nội dung là gì, thì tôi sẽ up cái nội dung trang đó vô, thì tôi sẽ tạo một thư mục tôi đặt là pay nội dung của tôi ha. Rồi thì riêng trong dùng content cũng có dùng y chang như vậy luôn ha. Trong content tôi vẫn có padding thì nó đây, ok padding là 10 bits 10 ở đây các anh chị cho tí và cái dấu vạ, à chúng ta có hai dấu vạ. Variable ở dòng thứ tư, đây echo script
Chính trị cho tôi tí. Đúng rồi, ở đây không dùng dấu cộng được, dùng dấu chấm. Copy hàm anh này bỏ qua luôn đi ha. Đây xử lý. Ctrl C. Ctrl V. Rồi, thì nó tự động nó đá vậy chẳng nào, tại mình chưa đăng nhập đúng cái quyền là admin. Và giả sử như mình đăng nhập với đúng cái quyền admin thì nó sẽ hiển thị ra Welcome admin ha. Chờ đăng xuất. Rồi tôi đăng nhập lại admin. Admin ha, đăng ký. Thì đây nó chưa đá đến đúng cái trang đó, vậy tôi sẽ xử lý trong phần đăng ký, giống như nãy anh nãy hồi nãy có anh nào hỏi á. Rồi, thì bây giờ để đá thẳng vô luôn á. Thì chúng ta sẽ ở ở đây tôi đã có viết cái phần y trong INC rồi, đó là nguyên một cái mục đăng ký login. Đây login. Rồi, thì tôi sẽ có phần là xử lý đăng nhập. Đây. Thì phần xử lý đăng nhập, nếu đăng nhập tài khoản thành công thì tôi sẽ nhảy đến đường URL hiện tại mà tôi mong muốn ha. Rồi, thì cái này là nếu thôi. Còn nếu nếu tiếp nếu chỗ này tôi có cái phần là cái mã loại tài khoản á. Ở đây chúng ta có mã loại tài khoản trên C bằng là 2. Cái là bằng có admin đúng không ạ? Thì chúng ta change tới trang URL của cái đường dẫn là thay vì chúng ta chấm chấm dẫn ra đúng không ạ? Chúng ta chữ chấm chấm dẫn ha. Rồi chúng ta sẽ có chấm chấm dẫn admin dẫn vô trang index.php của trang admin, còn eo ngược lại thì chúng ta mới xài vô cái đường dẫn cũ. Nó giống như anh nãy anh nào hỏi cái vấn đề này thì đây ha. Rồi ví dụ như bây giờ đăng xuất đó, thì tự nhiên đăng nhập admin, admin đăng nhập đá thẳng vào trang luôn, đăng xuất. Rồi đăng xuất ha, anh nào để hủy thì tôi chỉ lưu lại trang hiện tại này thôi ha, tôi không có quay qua bên trang của admin nữa. Rồi tới đây các anh chị kịp chưa? Rồi khi mà anh chị muốn thoát ra như vậy là ở trong cái trang admin mình sẽ cũng có một cái chỗ để mình quản lý đăng ký đăng nhập gì đó vân vân ha. Thì tôi sẽ tạo ra một thư mục là INC, INC ha. À, trong thư mục này tôi sẽ có một cái phần là hiển thị ha, navigation lên trên cái banner. Đó rồi, tôi sẽ có cái mục là test new file ha. INC login. Rồi. Thì trong này nó không có cái dữ liệu. Nó chỉ có một phần thôi, PHP. Echo đô la, mình sẽ đưa cái tên ra đúng không ạ? Bên kia mình có luôn rồi, echo đô la section ha. Tên hiển thị, tên hiển thị đúng không? Ở bên này mình có nè, xử lý đăng nhập, tên hiển thị, tên hiển thị rồi ha. Phải echo, có anh chị nào mà muốn có nhiều dấu nữa thì đây tôi sẽ cho nhiều dấu vô vô gạch đó. Rồi giờ mình hiển thị tiếp tới cái nút là nút thoát đúng không? Nút thoát ra ngoài. Tôi echo đô la gạch ha, chẳng hạn như mình in ra cái đường link đi. Thế à, href đánh trang là xử lý thoát thì đợi đó chút xíu nữa tôi sẽ tính ở trong luôn. Thì tôi sẽ bỏ ở trong cái thằng
bay luôn, nó sẽ xử lý log in log log out ra bên ngoài luôn cho chúng ta ha. Nó sẽ đi thẳng là sau khi nó xử lý xong nó sẽ đá thẳng ra bên ngoài luôn. Chẳng hạn tôi có ở đây là đang index ha, việc bị chấm hỏi mã là act bằng là 2, ví dụ vậy ha. Rồi bên này tôi sẽ cho một cái khóa lại là đăng xuất à, ví dụ vậy kịp không ạ? Rồi thì bên trang đăng xuất thì nó tự động đá này ra bên ngoài cho chúng ta. Rồi bây giờ bên cái trang index của admin như đây, hồi nãy mình có một cái mục là như chỗ trang quản lý h1 rồi sau h1 luôn ha. Thì đây tôi sẽ có một cái thẻ rồi id bằng là login. Rồi chỗ này tôi sẽ include INC sẽ login, INC login chấm php. Rồi được chưa? Bây giờ mình sẽ lên trang của mình. Rồi tại vì là admin, nhưng mà tôi muốn điều khiển admin thì nó bay qua bên này, bên trái này, bên bên phía bên trái này cho tôi. Thì để điều khiển nó chính là trong cái tắc login này. Giờ tôi quay qua CSS à, xuống container, xuống banner đây. Rồi thằng như login. Rồi đây các chữ thay đổi thuộc tính là absolute ha. À, position bằng là absolute. Ok. Rồi tôi cho led à, margin led, margin led bằng là 0 is F5. À, xin lỗi, margin right chứ hả? Margin right. Rồi, vì hoặc ok, tôi cho là margin right nó sẽ bằng 0. Rồi bây giờ cái phần thứ hai là tôi sẽ cho nó hiển thị lên là margin top bằng là trừ 20 bits. Rồi chứ chẳng hạn mình đưa lên trên tí nữa trừ 30 ha. Rồi giờ muốn điều nó qua bên kia nên cho là test online bằng là right. Như background color đi bằng là một cái màu nào đó. Rồi, ý tôi muốn là nó phải bay nằm sát qua cái biên bên cạnh bên trái này cho tôi. Chẳng hạn như bây giờ sửa này lại, nó bằng khoảng bằng là right à, right right nó bằng là 100, right left bằng là khoảng là 100 đi hả, F5 như là 200. Hoặc không á, mình muốn chắc luôn á, thì đây các anh chị sử dụng viên led, viên right. Cái này là không. Thì nó sẽ bài sát qua viên bên đó. À, nhưng mà tạm thời mình vẫn cho nó là khóa này lại. Rồi. Tại tôi điều chỉnh nó lên chút xíu, trừ 40. Trừ 50. 45. Ok, bây giờ tôi gắn cái ra vô. Ra là nó sẽ fit cứng theo cái biển của cái browser. Số này lại không. Ok, rồi đây là cái mà tôi muốn. Rồi bây giờ tôi sẽ bỏ cái background đi. Xong. Rồi giờ đăng xuất thì cái này, click đây thì nó đăng xuất, thì giờ nó sẽ nhảy tới cái phần là đăng xuất đúng không ạ? Thì trong trang index. Rồi, trong trang index thì đây là cái phần nội dung. Đầu tiên á tôi sẽ if trước, nếu iset có cái biến là đô la request. Có, nếu giả sử như đã có biến act. Cái này là chưa có ha. Rồi, nếu mà chưa có biến act bằng là phone. Là này chưa có biến act thì tôi sẽ có đô la act, tôi sẽ bắn bằng là 1. Được chưa?
rồi L ngược lại. Còn nếu là có ACT rồi thì tôi sẽ gán đô la ACT bằng là request ACT. Đây là biến action, là hành động mà tôi đưa lên trên URL là ở ở phía trên ha. Vậy tương ứng như vậy thì trong đây tôi sẽ có thuộc tính là switch, cái biến là đô la ACT như sau. Đối với cái cây thứ nhất một thì nó sẽ unload cái danh sách sản phẩm lên, thì thông thường mình sẽ quản lý cái danh sách sản phẩm đúng không? Đó. Thì mình sẽ load tất cả cái danh mục sản phẩm lên, thì cái này là tôi chưa có. Cái này các chị nha, các chị có thể là unload vô ha, tôi nói một cái bay trang là bay danh sách sản phẩm đi chấm php ha, rồi sau đó tôi break. Rồi trong cái trường hợp thứ hai là hồi nãy á, là mình thoát đúng không, in loot rồi bay xử lý, cái này là trong inc inc in xử lý đăng xuất chấm php giao cộng là break. Ok chưa? Rồi, thì trong trường hợp default là chúng ta sẽ include cái trường hợp case 1 này vô. Có nghĩa là trong trường hợp mà nó không nhập gì hết thì nó sẽ không bị báo lỗi trang, nó sẽ dần nhảy đến cái trang này ha. Rồi, bây giờ trong inc tôi xử lý là đăng xuất new file xử lý đăng xuất đúng không ạ? Thì xử lý đăng xuất cũng dễ lắm, các anh chị qua bên thần trang inc này tôi đã có cái phần là xử lý đăng xuất rồi. Rồi các anh chị copy nguyên cái sụt này, các anh chị bỏ qua bên phần là xử lý đăng xuất của tôi hồi nãy, xử lý đăng xuất trên trang admin đây, Ctrl V cell này lại xong. Rồi các anh chị nhìn admin rồi này, do nó chưa có dữ liệu nên nó sẽ bị lỗi ha. Đăng xuất nó sẽ đá vào trang admin ban đầu rồi. Ok chưa? Trời có tôi sẽ xây cái bộ code này cho các anh chị, bởi vì tôi mới cho các anh chị là đề tài là mobi nhưng mà tôi lại demo trên là baby shop ha. Rồi còn cái phần mà load cái danh mục sản phẩm vô á, thì chắc bữa chủ nhật thì tôi có nói sơ ví dụ là load danh mục sản phẩm là thêm số sự của một sản phẩm này cho các anh chị à, và đồng thời là chủ nhật thì tôi sẽ quy định luôn cái nội dung thi và tôi sẽ cho các anh chị xem một cái dạng đề thi mẫu à, trong trong đó thì các anh chị làm thao tác giống tương tự như vậy là chúng ta sẽ đi thi ha. Rồi buổi giảng của tôi đến đây là kết thúc, và riêng cái bài này thì tôi sẽ post lên cho các anh chị, nhưng mà có cái danh sách sản phẩm và ba cột này á, là tôi xóa rồi, tại vì nó không ảnh hưởng, nó không nằm trong cái hệ thống của chúng ta thì để nó kỳ quá. Anh chị và cột trong trong bài thì tôi đã có chỉ hai cột rồi ha, các anh chị có thể tham khảo ở trong cái sụt này. Và xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào ngày thứ bảy, nhắc lại là ngày thứ bảy tuần này vào lúc 17:30 chúng ta sẽ học bù ha. Rồi xin chào các anh chị.